nhưng mà chúng ta đã thấy được là có một người đã lên tiếng đó chính là Michael Saylor các bạn đây là một cái video được chia sẻ bởi bạn này ở trên Twitter và đây là một cái cuộc phỏng vấn à, và mọi người đã hỏi Michael Saylor về cảm nghĩ của mình về Ornos và Michael Saylor một trong những cái Bitcoin bull mà chúng ta biết rất là bullish và Michael Saylor một trong à, những người mà có lòng tin BTC là một cái loại tài sản lưu trữ dài hạn thì Michael Saylor các bạn nghĩ là sẽ có suy nghĩ gì liên quan tới Ordinals thì để Thuận chia sẻ cái video này với các bạn và video này đã Thuận chưa có thời gian để mà phụ đề tại vì Thuận mới tìm thấy trước khi mà làm video hôm nay cho nên các bạn sẽ xem cái phiên bản tiếng Anh thì Thuận sẽ tóm tắt lại những gì mà được nói với Michael Saylor So I think that what happened with ordinals and NFTs is we crossed this chasm from what was a bearish scenario to a bullish scenario If I was a miner, I would be ecstatic. I think that long term, it, it, there are a lot of implications. Uh, long term, the implication is there's going to be a lot of applications on the Bitcoin base layer. You know, if I can inscribe a piece of art, right, an NFT is kind of an art, but I could also inscribe my last will and testament. And if my last will and testament is moving a billion dollars from me to you, how much is it worth to you to have that burned onto the blockchain and cryptographically verified? Yeah, at least a billion dollars for uh, me, Michael. Uh, would you pay 20 bucks? Yeah, 100%. Yeah, would you pay $100? Of course. There you go. So there are interesting applications. Oilnol các bạn, ông ta nghĩ là những gì đang xảy ra đó rất là thú vị và bây giờ đương nhiên chúng ta thấy được là Oilnol hay là bc 20 thì các bạn thấy là người ta để hình con ếch. À, hình con chó lên đó thì các bạn à, nghĩ là không có giá trị gì thì có thể là đúng cho bạn nhưng mà thật ra Michael Saylor nói là đây là một trang mới chúng ta hãy nghĩ đến là những cái như là BC20 on có thể được dùng à, để mà lưu trữ rất nhiều thứ mà có giá trị sau này và một trong những ví dụ được đưa ra mà Michael Saylor đó là người ta có thể để giống như là cái di chúc ở trên mạng lưới của BTC là một trên mạng lưới mà cực kỳ an toàn và được xác nhận trên mạng lưới của BTC thì nó rất là đáng giá. Cho nên về việc là chúng ta trả nhiều tiền khi mà cần phải di chuyển BTC trong thời điểm này đó, đó là một cái giá phải trả khi mà chúng ta cần phải di chuyển trên một mạng lưới mà nó an toàn. Các bạn có thể hiểu như thế này, khi mà chúng ta nói tới cái chi phí các bạn trả để mà di chuyển BTC đó thì một cách suy nghĩ khác là cái đó không phải là chi phí mà các bạn bỏ tiền ra để mà mua một dịch vụ dịch vụ này là là di chuyển dữ liệu từ A tới B và mỗi một lần đó thì chỉ có một số lượng dữ liệu được di chuyển mà thôi và để các bạn có thể để tài liệu của mình vào trong cái khối đó để được di chuyển trong thời gian nhanh nhất thì bạn cần phải trả tiền cao hơn nếu như các bạn không có cần gấp thì các bạn trả tiền thấp hơn nếu các bạn trả tiền thấp hơn đó thì sẽ được di chuyển trong những đợt sau này nếu như nơi các bạn trả tiền để có thể được di chuyển hàng hóa từ a đến b các bạn muốn nhanh hay là chậm thì tùy theo các bạn trả tiền bao nhiêu cho bưu điện hay là cho những nơi mà vận chuyển hàng hóa block size dung liền block cũng như vậy đó là một cái cách suy nghĩ khác về những gì đang xảy ra và Michael Saylor đã nói là đương nhiên một trong những người mà rất là có hứng thú bây giờ liên quan tới BC20 OANOS và đang kiếm được rất nhiều tiền đó chính là những thợ đào rồi các bạn và chi tiết hơn đây chúng ta đã thấy được là thợ đào chiếm được rất là nhiều tiền trong vòng 2-3 ngày qua và thậm chí chúng ta được là có nhiều lóc cái số lượng phí mà thợ đào có được so với cái subsidy subsidy ở đây có nghĩa là chúng ta thấy là mỗi BTC khi mà đào ra đó thì chúng ta có cái phần thưởng là 6.25 hiện bây giờ thì cái số lượng mà thợ đào lấy đó, giống như là trong lóc này đi là tổng cộng là 12.8 BTC thì các bạn thấy được là một phần là cái tiền thưởng là 6.25 nếu các bạn lấy 12.8 trừ cho 6.25 thì các bạn thấy được là cái phí của lốc này là 6.55 BTC còn nhiều hơn cả cái phần thưởng có được khi mà hoàn thành một lốc. Thì các bạn đã thấy được là đây là một trong những điều mà chúng ta đã lâu rồi không thấy từ lúc cuối năm 2017 tới đầu năm 2018 các bạn Nhưng mà các bạn có thể nghĩ là ok những thời đào thì họ kiếm được nhiều tiền mang mới gì đến mình Nhưng mà điều mà các bạn phải suy nghĩ đây đó là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều bạn thường hay hỏi là một ngày nào đó khi mà phần lớn BDC được đào ra rồi khi mà các bạn thấy được là cái phần thưởng mỗi lốc đó giảm xuống theo mỗi 4 năm giống như là cái đợt hai viên lần kế tiếp đó các bạn thấy được là phần thưởng của BTC sẽ giảm từ 6.25 chỉ còn có 3.125 và sau đó nữa chỉ còn một mấy và sau đó nữa thì còn không tới một BTC và cứ như vậy khoảng chừng là 10 năm, à, 12 năm, 16 năm nữa thì cái số lượng BTC được đào ra để mà thưởng cho thợ đào đó không còn là bao nhiêu thì lúc đó mạng lưới có còn an toàn hay là không những thợ đào đó có chấp nhận bỏ ra nhiều chi phí để mà bảo vệ mạng lưới hay là không thì câu trả lời là hoàn toàn có thể các bạn miễn là cái nhu cầu sử dụng BTC nhiều thì những thợ đào họ sẽ chấp nhận À, để mà chi tiền tiếp tục hỗ trợ mạng lưới Và đây cũng là điều mà đã được nói tới bởi Satoshi Ngày 14 tháng 2 năm 2010 các bạn Cách đây đã là 13 năm rồi À, và Satoshi nói là BTC đó có một cái số lượng nhất định là 21 triệu đồng nhưng mà trong vòng dài thập kỷ tới đây thì cái phí trên mạng lưới giao dịch sẽ đủ để mà trả cho những thợ đào để tiếp tục hỗ trợ mạng lưới và đối với Satoshi đó, thì mạng lưới BTC một là rất thành công hai là hoàn toàn thất bại chứ không có gì nằm chính giữa hết cho nên Satoshi nói đó là ông ta chắc chắn trong vòng 20 năm Một là trên một lưới BTC có số lượng giao dịch cực kỳ lớn Hai là không có giao dịch nào hết Cho nên uh, về uh, việc là 21 triệu sau này có đủ để trả cho những cái thời đạo hay không đó Không phải là việc mà Satoshi quan tâm Thì các bạn đã thấy là Michael Saylor ủng hộ Oinos Khiến cho rất nhiều người không phải riêng đi thuận đó rất là bất ngờ các bạn và được là trên Twitter đã nhiều người nói là wow có ai đó đó hãy lấy video này để mà inscribe với trên mạng lưới của BTC rồi bán lấy tiền à, nhưng mà không phải ai cũng ủng hộ đâu các bạn rất nhiều người vẫn đang chống đối Oinos và BRC20 thì đối với Thuận chúng ta sẽ có một số những điều có thể xảy ra như là Thuận đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nhưng mà để tóm tắt lại đó một là các bạn thấy được là mạng lưới Layer Network sẽ được ủng hộ nhiều hơn các bạn đã bắt đầu thấy một số sàn giao dịch nói là sẽ ủng hộ Layer Network có thể là nhiều công ty ví họ sẽ ủng hộ mạng lưới Layer Network hơn thì có thể là những giao dịch BTC sẽ được giải quyết trên mạng lưới tầng 2 Line Network à, Còn cái mạng lưới chính thức có thể là chúng ta sẽ có nhiều ứng dụng như là Michael sẽ đề nói đến Hai đó là chúng ta có thể tiếp tục sử dụng mạng lưới hiện bây giờ Cộng với lại cái mạng lưới Line Network Nhưng mà chúng ta có thể có thêm một cái sidechain hay là một cái mạng lưới tầng 2 nào đó Nơi đó sẽ là nơi mà lưu trữ những cái NFT, những cái BAC20 cũng có thể đó là giải pháp các bạn à, giải pháp thứ ba là có thể là mạng lưới chính thức của btc có thể là được upgrade có thể là mở rộng ra cho block có thể chứa được nhiều dung lượng hơn đó cũng là giải pháp mà còn một giải pháp nữa mà tôi nghĩ là giải pháp này là giải pháp mà có thể là sẽ không có là đường đi đúng cho BTC đâu các bạn Nhất là sẽ không có được sự ủng hộ của những thợ đạo đâu Đó chính là tìm cách để mà xóa Ornos trên mạng lưới của BTC Thì làm sao mà có thể xóa Ornos trên mạng lưới của BTC thì chúng ta chỉ cần một cái upgrade Mà upgrade đó sẽ loại bỏ Taproot Tại vì các bạn đã nhớ đó là những gì xảy ra bây giờ tại vì chúng ta có Taproot upgrade À, dẫn đến chúng ta có Orno rồi hai 20 nhưng mà nếu như mà có một cái upgrade loại bỏ Taproot thì à, coi như là xóa sổ luôn Orno trong lưỡi của BTC tôi nghĩ đó là một cái con đường nó nguy hiểm hơn tại vì không phải ai cũng ủng hộ đâu các bạn và đương nhiên các bạn đã thấy được là những thời đạo đó họ kiếm rất là nhiều tiền theo giờ ở đây tôi nghĩ thời đạo sẽ là một trong những người mà sẽ lên tiếng không ủng hộ cách làm này chúng ta sẽ nói tới rất nhiều về đề tài này trong thời gian tới đây tại vì tôi nghĩ là meme khôi đã xuất hiện thì sẽ không biến mất đâu. NFT xuất hiện thì sẽ không biến mất đâu. Cho dù là sự hứng thú liên quan tới NFT hay là meme coin trên BTC có thể giảm xuống nhưng mà cũng sẽ có ngày lại tăng Người trở lên các bạn cho nên đây là điều mà đã xuất hiện rồi thì sẽ không biến mất cho nên cần phải được đối đầu. Những sàn giao dịch uh, bây giờ cũng đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ các bạn đã thấy được là sàn gate.io uh, uh, thì họ cũng đã ủng hộ một số những cái BSC20 token trên đó các bạn giao dịch trực tiếp và họ đã hỗ trợ là 5 token chúng ta cũng đã nghe thông tin ngày hôm nay đó là Binance à, cũng sẽ hỗ trợ NFT ở trên mạng lưới của BTC bằng cách là họ sẽ list những NFT này trên marketplace của họ à, và chúng ta đã thấy được là OKX cũng có cái ý định tương tự sẽ hỗ trợ à, những cái NFT của BTC một thời kỳ mới của Bitcoin đã được mở ra rồi các bạn. Rồi chúng ta cũng có một số những thông tin khác à, cũng rất là thú vị. Thì muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết á, thì tôi muốn cập nhật liên quan đến cái vấn đề là sàn Bitrex à, khai phá sản. Thì chúng ta chúng nên nhận được một cái thông tin à, cực kỳ thú vị luôn. Các bạn có biết là sàn Bitrex đã khai bồi phá sản thì họ đã list những chủ nợ. Thì các bạn có biết là chủ nợ lớn nhất của sàn Bitrex là hay không? Đó chính là OFAC các bạn. OFAC đó là Office of Foreign Asset Control của Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một cái đơn vị chủ yếu là họ à, liên quan đến những chuyện như là sanction, có nghĩa là cấm vận, giống như là các bạn à, là một người mà trên danh sách đen đó thì sang giao dịch là phải ngăn chặn, không cho các bạn à, sử dụng dịch vụ của họ để mà rửa tiền hay là để mà di chuyển tiền. Phải có những cái à, quy định liên quan tới OFAC và KYC AML thì sàn đã bị OFAC phạt các bạn và bây giờ đó họ đã khai bờ phá sản. Bây giờ OFAC đó chính là chủ nợ lớn nhất của họ là 24.000 À, 2 triệu đô la Như bạn hỏi thuận đó là các bạn còn tiền trên Bitrex thì uh, có lấy được hay là không thì đáng tiếc Tại vì họ đã khai bảo vệ phá sản Tuy là họ nói là họ có cái số lượng tài sản tương đương với cái số nợ Nhưng mà các bạn thấy là khai bảo vệ phá sản họ phải chi ra tiền liên quan đến luật sư vân vân Thì không biết còn bao nhiêu Nhưng mà sau khi mà trả hết những chủ nợ rồi đó thì uh, mới đến những người gửi tiền nhận được bao nhiêu phần còn lại chúng ta lại phải chờ xem có tình hình như thế nào Nhưng mà có thể là tại vì họ bị phạt một con số như thế này cộng với lại SEC cũng đang muốn kiện họ thì có thể là chi phí pháp lý cộng với lại tiền phạt quá cao cho nên họ quyết định là khai bao vệ phá sản luôn. Đó là một điều đáng tiếc liên quan tới OFAC các bạn. SEC đã đẩy một sàn giao dịch đi vào con đường phá sản như thế này. Rồi chúng ta cũng có cái thông tin à, liên quan đến à, cái số lượng những cái công ty tư vấn cho những cái gia tộc có tiền thì 32% của những công ty này nói là họ đã đầu tư vào crypto rồi. Thì lý do mà họ đầu tư crypto đương nhiên họ nói đầu tư crypto vì là họ đã có khách hàng đầu tư vào crypto và họ tư vấn khách hàng đầu tư vào crypto. Thì lý do tại sao các bạn thấy được là 19% nói là họ tin vào sức mạnh của công nghiệp blockchain. 9% nói là họ đầu tư để mà đa dạng hóa danh mục đầu tư 8% họ nói là họ thực sự sử dụng những cái ứng dụng như là DeFi ở trên mạng lưới blockchain 8% tin tưởng crypto đó là một tài sản lưu trữ giá trị 8% chỉ có 8% nghĩ đây là một cái mảng đầu cơ mà thôi con số không có nhiều các bạn rồi 6% đó nghĩ là họ đầu tư tại vì họ sử dụng những cái ứng dụng như Web3, Metaverse, Gaming 1% đó nói là họ đầu tư tại vì họ lo sợ về tiền pháp định nhưng mà cái phần lớn nhất các bạn hơi thú vị là 68% nói là not applicable. có nghĩa là không có lý do <laughs> cái này thường không hiểu được tại sao có số nhiều như vậy có thể là họ chỉ đầu tư tại vì uh, không phải là họ là người ra quyết định mà khách hàng của họ kêu họ đầu tư có thể đó là lý do rồi chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Alibaba Cloud các bạn thì Alibaba Cloud nó đã có một sự hợp tác uh, với lại Avalanche uh, và chi tiết hơn đó là công ty Alibaba sẽ cung cấp cho những khách hàng một cái Launchpad hay là Cloudverse Cloudverse thương hiệu đó chính là cái dịch vụ đám mây liên quan tới Metaverse thì những khách hàng này đó họ có thể mua À, dịch vụ đến từ Alibaba bà sẽ set up sẵn cho họ để họ có thể tự tạo ra và quản lý metaverse của họ và cũng có một cái công ty thứ ba nữa công ty này có tên là mua các bạn MUA DAO sẽ hỗ trợ những cái khách hàng này để mà tích hợp vào trong metaverse của họ thì đương nhiên đây là một cái thông tin cho thấy là Alibaba ngày lại là càng tiến sâu hơn vào metaverse các bạn và cung cấp dịch vụ trước đây đó thì các bạn đã thấy được cái thông tin liên quan tới Alibaba Cloud đó thì họ cũng đã bắt đầu hỗ Hỗ trợ có những cái sản phẩm có sẵn liên quan tới Avalanche Nếu như, như mà các bạn muốn trở thành một tay đây được Cũng tương tự như là chúng ta nói tới Google Cloud Hay là chúng ta nói tới sự hợp tác uh, với lại um, Amazon Web Services Thì chúng ta được những công ty này đó đã, đã càng càng thấy được là những khách hàng mà chịu chi Có thể là đến từ Metaverse, đến từ crypto Trước đây các bạn đã nhớ là Google đã hoàn toàn không muốn đụng đến crypto Thậm chí quảng cáo crypto trên Google đã cũng bị chặn luôn Bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi sau vài năm thì chuyển qua hoàn toàn ủng hộ cho nên không có bạn bè vĩnh viễn không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi vĩnh viễn mà thôi các bạn rồi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới paypal thì paypal trong quý 1 đó họ đã công bố là họ lưu trữ gần như là 1 tỷ đô la crypto các bạn đã tăng 56% trong quý 1 rồi. Chi tiết hơn đó là các bạn thấy được là họ lưu trữ tổng cộng là 943 triệu đô la và 943 triệu này đó thì họ lưu trữ là 499 triệu là BTC, 362 triệu là Ethereum 82 triệu là Bitcoin Cash và Litecoin đó là cái số lượng crypto mà paypal đang lưu trữ hiện tại lý do tại sao mà paypal lưu trữ nhiều crypto như vậy đó thì họ nói là tại vì họ cho phép khách hàng của họ và những cái công ty có thể cho thanh toán sử dụng crypto ở trên nền tảng của PayPal cho nên họ lưu trữ số tiền này phần lớn là của khách hàng nhưng mà các bạn thấy được là cái nhu cầu lưu trữ và sử dụng crypto trên PayPal đó cũng đã tăng lên khá nhiều trong quý 1 so với cái quý trước đó tăng tới 56% rồi các bạn. Chúng ta cũng có thông tin đến từ công ty Grayscale các bạn Grayscale đó thì họ đang có một cái vụ kiện với lại like SEC về việc cho một cái Bitcoin ETF spot được thông qua nhưng mà Grayscale đó họ cũng tiếp tục tung ra thêm ba cái quỹ đầu tư ETF mới các bạn chúng ta có quỹ đầu tư ETF đầu tiên được tung ra đó chính là quỹ đầu tư liên quan tới BTC đó chính là Global Bitcoin Composite ETF đây là có một cái quỹ đầu tư ETF mà trong đó đó họ có những cái công ty À, liên quan tới BTC cũng như công ty đào Bitcoin. À, chúng ta có cái quỹ thứ nhì là liên quan tới Ethereum Futures ETF. Đây là cái quỹ mà cho những khách hàng có thể tiếp cận được với là giá của Ethereum thông qua một cái Futures ETF. Đây là một cái Futures ETF thì sẽ không có Ether thật sự đứng sau lưng nhưng mà cũng cho phép khách hàng tiếp cận được với giá của Ethereum. À, và cuối cùng đó là quỹ Grayscale Privacy ETF các bạn. Đây là một cái quỹ mà liên quan tới những công ty làm việc về phần bảo mật của công nghiệp blockchain. À, thì đây là ba quỹ ETF mà họ sẽ tung ra trên thị trường. đương nhiên ba cái quỹ này là ba cái quỹ mà chúng ta không có crypto thực sự đến số lưng. Tại vì tới bây giờ đó, Bitcoin spot ETF vẫn chưa có được duyệt bởi SEC, nhưng mà các bạn vẫn thấy được là nhu cầu vẫn có. Cho nên chúng ta mới thấy được là bây giờ đã tạm thời tung ra những cái quỹ ETF này để có thể uh, cho phép thị trường tài chính truyền thống tiếp cận được với giá cả của crypto cũng là một dấu hiệu tốt chúng ta cũng có thông tin đến từ một số những công ty lớn chúng ta có Google, Microsoft và đã hợp tác với nhau. Chúng ta cũng có công ty Deloitte cũng là một trong số những công ty mà họ sẽ cùng nhau tạo ra một blockchain mới có tên là Canton các bạn. Và mạng này đó sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm vào tháng 7 với kỳ vọng uh, blockchain này sẽ có thể đơn giản hóa và tăng tốc độ một số quy trình phức tạp nhất của họ. Điều mà chúng ta không rõ đây đó là cái blockchain Canton này mà được sự hợp tác bởi những công ty lớn uh, như là Google, Microsoft, Deloitte vân vân thì đây là một blockchain như thế nào? chúng ta không rõ hiện tại có phải là blockchain tư nhân hay là một cái blockchain công cộng chúng ta cũng không rõ luôn và blockchain này đó là blockchain khi mà được hình thành đó là sử dụng riêng lẻ cho một công ty hay là một blockchain mà kết nối những công ty này lại chúng ta cũng không biết điều mà chúng ta biết đó là blockchain tư nhân thực sự không có chỗ đứng trong thị trường này chúng ta đã biết là jp morgan là một trong những công ty lớn đầu tiên mà đã ủng hộ một blockchain tư nhân có tên là quorum à, cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng thì quorum cũng bị bán lại cho consensus à, mà thôi tại vì các bạn thì jp morgan đã không thể thu hút được người ta sử dụng blockchain quorum của mình tại vì tới cuối cùng thì blockchain tư nhân nó rất là ràng buộc các bạn nó chẳng khác gì là một cái cơ sở dữ liệu tập trung nó không có những cái ưu điểm của một cái blockchain công cộng như là ai cũng có thể tham gia được một blockchain mở nó công khai có thưởng có phạt có crypto dùng đồng phần thưởng để mà bảo vệ mạng lưới các bạn đã thấy là năm 2017 đến 18 chúng ta nghe nói rất nhiều những công ty mà họ muốn đưa ra một blockchain tư nhân chúng ta đã từng nghe nói những công ty như là thậm chí thường nhớ là Mitsubishi hay là LG cũng muốn có cái blockchain tư nhân cuối cùng các bạn thấy được là không có blockchain nào thành công hết mà blockchain công cộng ngày lại càng trở nên phổ biến hơn tại vì sao các bạn tại vì blockchain tư nhân đó giống như là các bạn tập Nhảy dù nhưng mà các bạn tập ở trong lòng kính gì đó, các bạn nghĩ là các bạn đang nhảy dù nhưng mà có phải các bạn nhảy dù hay không Các bạn sẽ mãi mãi không có được cảm giác và trải nghiệm của nhảy dù thật sự là như thế nào Rồi chúng ta cũng có cái thông tin đến từ châu Âu, à, một số thông tin như là chúng ta bắt đầu từ uh, ListenStand Thì thì uh, quốc gia này là một quốc gia rất là nhỏ các bạn, thật ra thường cũng mới biết uh, ListenStand là nó nằm ngay đây là các bạn Ở châu Âu là quốc gia nhỏ thứ sáu trên thế giới Thì uh, quốc gia... Lichtenstein này đó là một quốc gia mà họ nói là họ sẽ bắt đầu cho phép một số những cái dịch vụ của nhà nước uh có thể chấp nhận thanh toán bằng BTC à, đương nhiên họ nói là họ không biết là có lưu trữ BTC hay là không có thể là sau khi mà thanh toán bằng BTC họ sẽ đổi ra đồng Swiss franc để mà lưu trữ lại thêm một quốc gia ủng hộ BTC nữa tuy là quốc gia nhỏ nhưng mà không sao các bạn cũng giống như là trước đây những nhà đầu tư nhỏ ủng hộ BTC crypto bây giờ những nhà đầu tư lớn cũng ủng hộ trước đây những công ty nhỏ ủng hộ bây giờ những công ty lớn cũng ủng hộ sau này chúng ta có những quốc gia lớn hơn cũng sẽ ủng hộ mà thôi đây là sự bắt đầu À, và đương nhiên ở châu âu đó thì chúng ta có nhiều quốc gia các bạn không phải quốc gia nào cũng thích chúng ta có estonia thì estonia đó đã có rất nhiều những công ty crypto rời khỏi quốc gia này tại vì sao các bạn tại vì à, họ đã bắt đầu áp dụng những cái luật à, giống như chống rửa tiền nhưng mà áp dụng rất cao thì đừng hiểu cho nên sẽ rất tốn kém nếu như mà muốn có bằng hoạt động ở estonia và các bạn đã thấy được là thị trường nó rất là tự do nếu như mà nơi đây không có những cái chiến lược tốt để mà hỗ trợ thì crypto thì những công ty crypto sẽ đi đến nơi khác giống như là chúng ta thấy lesson stand hay là những cái à, quốc gia châu âu ủng hộ à, chúng ta cũng có cái thông tin đến từ ireland ireland thì à, là một quốc gia mà nhiều bạn cũng đã biết rồi đây là một cái quốc gia nằm kế bên vương à, quốc anh united kingdom thì à, chúng ta có cái người đứng đầu của ngân hàng trung ương của quốc gia này à, chính là người các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì à, nghĩ gì các bạn ông ta nghĩ crypto à, là một ponzi là một cái lừa đảo đương nhiên âm thanh cái gì cũng không quan trọng đâu các bạn tại vì tới cuối cùng đó thì chúng ta thấy được là cả châu âu đều có một lực chung đó chính là mica à, và các bạn thấy được châu âu nói chung đó thì muốn quản lý crypto mà thôi cho nên quốc gia này cho dù nghĩ gì về crypto đi nữa đó thì cũng phải chấp nhận mà thôi tại vì luật mica đã có và sẽ áp dụng vào năm 2025 nhưng mà ông ta nghĩ btc là lừa đảo là ponzi tại vì btc không có thể được quản lý bởi bất cứ ai và không được sự hỗ trợ của bất cứ cái gì Ý ông ta nói là tại vì BTC không quản lý được và không in được cho nên không thích. Rồi, chúng ta thấy được là SEC đó có một cái dự luật. Dự luật này đã là liên quan đến những công ty mà lưu trữ crypto thì cần phải được đăng ký à, và trong dự luật này của SEC đó thì nói là những cái sàn giao dịch hiện bây giờ như là Coinbase Gemini thì không có đăng ký cho nên những cái nơi đó không có được xem là những nơi lưu trữ crypto mà hợp pháp. Nếu như mà một công ty tư vấn tài chính mà có bàn hoạt động với lại SEC đó thì không thể giới thiệu khách hàng à, để lưu trữ những crypto đó và điều này đó, đã khiến cho rất nhiều người không đồng ý các bạn tại vì thứ nhất là những công ty crypto đó nó có thực sự theo luật cần phải đăng ký hay là không cái đó tòa án phải ra quyết định các bạn tới bây giờ đó thì vẫn chưa có một câu trả lời chính thức chúng ta thấy được là điều thứ nhì nữa là những cái công ty crypto đó cho dù muốn đăng ký đăng ký như thế nào chẳng khác gì đây là một cái luật đàn á crypto để gián tiếp nói là những công ty tư vấn đó không được tư vấn khách hàng đầu tư crypto tại vì khi mà tư vấn đầu tư rồi đó thì cũng không có nơi để mà lưu trữ không lẽ kêu khách hàng của mình tự mua bí chú lạnh rồi tự lưu trữ đương nhiên là không phải là cái giải pháp tốt rồi Nhưng mà nếu như mà nói là một công ty mà lưu trữ có bằng về SEC đó chỉ ngân hàng mà thôi Bây giờ đâu có mấy ngân hàng cho lưu trữ crypto đâu trực tiếp như vậy Cho nên đây là một cái luật mới đầu đó nhìn giống như là bảo vệ khách hàng Nhưng mà thật ra là muốn đàn áp thị trường này Và các bạn thấy được là không những là những công ty trong thị trường này Như là chúng ta nói tới là Coinbase hay là chúng ta nói tới là Hiệp hội Blockchain đã liên tiếp lên tiếng để mà phản bác lại SEC mà chúng ta thấy được là ngay cả JP Morgan các bạn, ngân hàng JP Morgan à, Và chúng ta nói tới hiệp hội những cái thương gia nhỏ SBA à, Cũng là những người mà đứng lên chống đối lượt này luôn các bạn Có nghĩa là sao? Có nghĩa là SEC đã bị tấn công khắp nơi hết JP Morgan các bạn đã biết là Là một chuyên công ty mà cung cấp dịch vụ crypto Nếu như mà luật này thông qua cũng ảnh hưởng đến họ Và thường không hiểu tại sao mà hiệp hội những cái à, Thương nghiệp nhỏ Small Business Administration Cũng chống đối lượt này Nhưng mà nói chung đó, thì Gary Chancellor bị chống đối từ mọi nơi và đó là điều chúng ta muốn thấy các bạn chứ nếu không đây SEC thực sự là quá lòng hành và thông tin cuối cùng đó là hai cái giám đốc ở Coinbase mà bị cáo buộc liên quan tới là họ dùng tin nội bộ để mà trade tại vì họ là những người mà biết trước trước khi một token nó được đăng bây giờ đó các bạn thường một token lên sàn Coinbase thì hiệu ứng Coinbase không có nhiều nhưng mà cách đây mấy năm đó thì mỗi lần mà đồng nào lên sàn Coinbase thì pump rất là mạnh cho nên bất cứ ai mà biết được thông tin đồng nào sẽ lên sàn Coinbase mà mua trước thì sẽ có một cái phần lời rất là lớn và hai anh em này làm việc cho sàn Coinbase và đã có thông tin đó và họ đã dùng thông tin đó để mà tư lợi và họ đã kiếm được lợi nhuận là khoảng chừng 1.5 triệu đô la đối với thường thì không bao nhiêu nhiều lắm nhưng mà kết quả thì chúng ta đã thấy bây giờ đã bị buộc tội và sẽ ở tù 2 năm. Insider trading có nghĩa là dùng thông tin nội bộ để giao dịch không phải là chuyện đùa đâu các bạn, có thể ngồi tù. Và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Khai đồ thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số dịch vụ khác như các bạn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà muốn sử dụng sàn như vậy thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.